Welcome everybody to my channel. Go. Mình cũng chơi con rắn này các bạn. Cái đồ Yes, collect them to win. Good luck. Cái đậu chê bẫy mình vậy. Quá nguy hiểm. Rơi không? Nó bẫy mình thấy rơi không? Mình tới nơi nó mới lên. Trò này nhìn chi gắt quá mấy bạn ơi. Anh được. Trò này không dễ sai đâu mấy bạn ơi. Trò hỏi chút xíu. Căng quá. Trời này nó che bẫy mình tùm lum. Thua, chịu không nổi rồi, khó quá. Round CD hợp những binh sĩ mạnh nhất đi ăn những người còn lại. Đó là tiêu chí của tôi. Anh kia định chơi mình ơi. Thấy mình nhiều quá nó chạy. Khốn kiếp. Quất nó. Lột. Xử tụi nó nhanh. Càng nhanh càng tốt. Bản họ chứ có lột mình chết luôn. Chạy. Tự nhiên đâm đầu vô ổ cứng lửa. Xuống đây lùa mấy nhóc này đi. Lùa nó lấy lại khí thế. Không thể bị phất phục. Lùa hàng 99% nữa. Sốt. Sốt. Mày ăn nhóc. Mày trời cái gì vậy. Mày bị vô bẫy của nó bị chết luôn. Tụi nó gài mình các bạn ơi. Coi rồi, khởi đầu tốt đẹp. Lụm luôn 11 nè, cũng có binh sĩ lên. Tha cho mày nha. Trời, không có con lính để ăn luôn trời. Cái gì vậy? Cái gì mà tùm lum tà la? Trời ơi, bị dính bẫy nữa rồi các bạn ơi. Cái nhóc ác này nó quất mình.
rồi. Ô, hôm nay là mình xui xẻo. Xui quá, mình gọi mình làm nghề thợ mộc của mọi người. Cái tay mình điêu luyện không?